Vào năm 2020, tiến sĩ Jay Norris và nhóm của ông đã tiến hành quan sát bầu trời bằng sóng vô tuyến bằng kính viễn vọng mảng Pathfinder vuông của Úc. Họ đã tìm thấy một vài cấu trúc bí ẩn mở rộng, một số còn lớn hơn cả thiên hà của chúng ta. Thông thường, các cấu trúc mở rộng trên bầu trời là tàn tích của những vụ nổ chết chóc của các vì sao. Chúng thường có thể nhìn thấy trong toàn bộ quang phổ điện từ, tức là cũng có thể nhìn thấy qua kính thiên văn tia X quang học và hồng ngoại. Tuy nhiên, những cấu trúc vô tuyến này không được nhìn thấy trong bất kỳ chế độ nào, do bản chất chưa được biết đến và hình dạng gần như tròn của chúng. Các nhà nghiên cứu đã gọi những vật thể này là vòng tròn vô tuyến kỳ lạ hoặc OAC. Một nghiên cứu gần đây hơn của cùng một nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính viễn vọng vô tuyến có độ phân giải tốt hơn gọi là MICAT để nghiên cứu một trong những OAC này. Công việc này làm sáng tỏ các nguồn gốc có thể có của các OAC này. Họ đưa ra giả thuyết về ba tình huống có thể xảy ra như sau: dấu tích còn lại của sự kiện hợp nhất các lỗ đen siêu lớn. OAC có thể là tàn tích của một vụ nổ lớn, sau đó là sự hợp nhất của hai lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của một thiên hà, nhìn từ phía thì vô tuyến từ một hạt nhân thiên hà đang hoạt động. Một hạt nhân thiên hà đang hoạt động AGN là một lỗ đen siêu lớn với các tia phản lực bắn ra theo các hướng ngược nhau. Các máy bay phản lực này được nhìn thấy bằng kính thiên văn vô tuyến. Nếu một trong những hướng của các máy bay phản lực này hướng về trái đất, người ta sẽ thấy một cấu trúc mở rộng lớn giống như các OAC, sốc kết thúc sao nổ. Sự hình thành sao nhanh chóng có thể phóng ra những cơn gió ở một khoảng cách đáng kể từ trung tâm thiên hà, nó sẽ di chuyển với tốc độ tương đối cao, gần giống như một làn sóng xung kích. Gió này nở ra có dạng gần như hình cầu sẽ có thể nhìn thấy được qua kính thiên văn vô tuyến. Các nhà nghiên cứu này lập luận rằng không có kịch bản nào trong ba kịch bản này hoạt động tốt hơn kịch bản còn lại khi áp dụng cho dữ liệu hiện tại. Do đó, để hiểu bản chất thực sự của câu đố OAC này, cần có các quan sát vô tuyến nhạy hơn và có thể nhiều OAC hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!